Xin mời em chào ạ. Về thứ nhất là về cái nhóm chứng khoán bất động sản thép thì cũng là như mình cũng có chia sẻ, thì cái điều này cũng khá là dễ hiểu, bởi vì ngoài bên cạnh ngân hàng thì ba cái nhóm này thông thường là những cái nhóm mà chiếm cái thanh khoản chính của thị trường. Đối với nhóm chứng khoán thì nhóm này luôn có cái mức biến động khá là sát đối với chỉ số, và trong năm nay thì có thể nói nhóm chứng khoán là một trong những cái nhóm mà có các yếu tố cơ bản cải thiện rõ rệt nhất nhờ cái thanh khoản của thị trường tăng khá là tốt so với cả cái mức từ cuối năm ngoái. Đối với cả nhóm thép thì năm nay nhóm thép cũng đã có một cái mức tăng trưởng giá cổ phiếu khá là tốt so với đầu năm. Thì nhóm thép năm nay có một cái điểm khá là thú vị và cũng khác biệt so với các năm trước, là thông thường các năm trước thì giá cổ phiếu thép tăng sẽ khá là đồng pha với giá thép nói riêng và lợi nhuận của các cổ phiếu thép nói chung. Tuy nhiên là có thể nói là năm nay thì giá cổ phiếu đã tăng trước khá là nhiều so với cả giá thép và lợi nhuận, do là nếu mà về giá thép thì trong năm nay thì giá thép không có một cái đợt tăng tăng quá mạnh, và thậm chí cũng đã có những cái giai đoạn sụt giảm như là giai đoạn từ quý 2 cho đến nay. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì giá nhiều cổ phiếu thép vẫn tăng, cho nên tôi cho rằng là cái động thái này thì có thể nói thứ nhất là do hai yếu tố. Thứ nhất là do từ cái giai đoạn 2021 cho đến nay thì nhóm thép có cái hệ số beta rất là cao, và nhiều nhà đầu tư nói vui trong những cái giai đoạn 2021 là banh chứng thép, thì có thể cho thấy là cái mức độ tương quan giữa dòng thép và dòng chứng khoán tăng, và do vậy thì khi mà dòng chứng khoán tăng thì dòng thép năm nay cũng có một cái yếu tố tâm lý giúp hỗ trợ giá cổ phiếu, do dòng thép trước đến nay thì luôn luôn là một cái dòng có cái mức thanh khoản tốt, do vậy khi mà cái dòng tiền lớn vào thì họ cũng sẽ có thể chú ý đến dòng cổ phiếu này. Và thứ hai nữa là có thể nói là một số nhà đầu tư cũng có cái góc nhìn dài hạn hơn đối với cổ phiếu thép, khi mà giá thép hiện nay thì cũng đã ở cái vùng đáy lịch sử rồi, cho nên là nhiều nhà đầu tư thì cũng có thể là đầu tư cổ phiếu cho một cái tầm nhìn khoảng 2-3 năm, khi mà lợi nhuận của các doanh nghiệp có thể là cải thiện trong năm sau hay là khoảng 2-3 năm nữa. Đối với bất động sản thì tôi cũng chia sẻ quan điểm đối với cả anh Báu như là anh Minh, thì tôi cho rằng là cái sự phục hồi của ngành bất động sản sẽ vẫn còn nhiều thách thức trong ít nhất là cho đến giữa năm 2024, và chúng ta vẫn còn một cái lượng trái phiếu đáo hạn của ngành bất động sản khá là lớn, ước tính là vào khoảng 300.000 tỷ trong vòng 2 năm tới, và do vậy thì tôi cho rằng là vẫn còn rất nhiều rủi ro, và ngành bất động sản nếu mà có những con sóng thì tôi cho rằng là sẽ không phải là những con sóng lớn, mà nó sẽ mang cái tính tâm lý nhiều, ví dụ như là những cái khi nào mà chính phủ có những cái động thái hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bất động sản thì nó sẽ mang cái tính ngắn hạn hơn, và cơ hội sẽ đến nhưng mà mang tính nhỏ lẻ, tức là những cái doanh nghiệp mà có cái quỹ đất sạch hoặc là có cái cơ cấu tài chính lành mạnh thì có thể hưởng lợi hơn, bởi vì trong cái bối cảnh mà cái nguồn cung những cái dự án được cấp phép mới khó thì những cái doanh nghiệp mà đã có sẵn quỹ đất sạch thì sẽ có lợi thế. Và tôi cho rằng trong bất động sản này thì cái mảng bất động sản khu công nghiệp thì sẽ có cái mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định hơn so với cả cái mảng bất động sản dân dụng. Ngoài ra thì đối với những cái nhóm ngành khác chưa đề cập ở đây thì như cũng đã nói lúc nãy thì sẽ có một số nhóm ngành mà được kỳ vọng sẽ tăng trưởng lợi nhuận rất là tốt trong năm 2024, như là nhóm phân bón, nhóm bán lẻ hay là nhóm thủy sản, thì tôi cho rằng là cũng có thể nhà đầu tư có thể chú ý trong cho năm sau.